Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Đó thì hôm nay lên cho anh em là cái lô chữ V nghe nè. Đó, chữ V ha. Anh em chốt hàng thì nhớ là cái mã chữ V. 18 con thì ví dụ như 18, 17, 16, 15 gì đó thì con V nào thì anh em nhớ cái mã V đó nghe, chứ đừng có nói tên máy và giá tiền ha. Đó, anh em chốt máy thì nhớ liên hệ vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Số đó cũng có là số Zalo luôn nghe anh em. Đó, anh em nào vô xem thì mới vô xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh ha, và một dấu like. Đó, còn anh em nào mà đăng ký kênh rồi thì nhớ cho em một dấu like ha. Đó, đặng cho anh tạo tương tác với nhau. Đó, mình lên mình xem máy trước, con nào đẹp mình lụm trước, con nào rẻ mình hốt trước. Con nào ok. Đó thì mình vô mình lựa trước ha. Clip em lên hàng ngày luôn anh em, tầm cỡ 6 giờ tới 6 giờ rưỡi á, chưa sung sung thì lên thêm. Đó. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng ha, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đó thì giá này là đã bao ship tặng nhà cho mình rồi. Ví dụ như con này 1 triệu. Đó, là đã bao ship tới nhà cho anh em mình rồi ha. Anh em mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy, đó ok mình mới thanh toán tiền. Đó ha, là giá 1 triệu là chừng nào máy đến là trả 1 triệu là xong. Đó, bên em không có lấy cọc trước của anh em luôn. Đó, và được tặng kèm theo là 6 món phụ tùng ha, là dây đeo nè, lưỡi dao, rồi tiếp tháo mu ghi, ổ phá cước, lục giác 4 và cản cỏ. Đó là 6 món đầy đủ cho một con máy ha. Còn cưa là tặng cho anh em bao lam, dũa và tiếp tháo mu ghi. Bởi vì cái hình thức là anh em nhớ giùm em kỹ một điều ha, đặc biệt là cái kích cỡ con máy đó ha. Anh em không hiểu thì nhớ hỏi trước giùm em, thắc mắc trên con máy. Anh em chốt con V máy thì em sẽ trao chính xác con V đó. Cái trường hợp này là em hầu như là ngày nào cũng nói hết. Đó ha, tại vì mình xem qua mạng, mình không biết thì mình hỏi trước giùm em. Tại vì công suất và công suất máy và cái số nòng nó bao nhiêu thì bên em có hết. Lâu lâu cái cũng có một anh: ủa sao máy anh xem trên clip nó bự lắm mà em. Trời ơi, ở trên đó làm sao em giao cho anh vậy, chứ em đâu có mà biến hình nó lại nhỏ được. Còn nhiều anh: ủa sao anh thấy trên đó nó có chút xíu mà sao em giao cái máy gì đâu mà bự quá, quả sao nổi. Rồi, không biết đường trả lời luôn. Đó, bởi vì là nhớ kỹ giùm em ha, công suất máy bao nhiêu thì đã có báo hết rồi mà cũng bị dính hoài. Đó ha, nhớ kỹ giùm em. Đó, bữa nào cũng nhắc cái trường hợp đó hết. Rồi, máy hôm nay là gồm có nè, Qgit Echo 315. Đó, ga bóp rồi chụp giật vừa đề luôn. Mitsubishi tên là E26, Maru 26, giá hôm nay là bao rẻ anh em. Maru 23 tâm liền, ga bóp, Maru 23 tâm gời, đeo lưng thì có con Qgit Echo 2006 ha. Ở trên đây thì có Echo 265 nè, Cinewa Shot 2004, 33 ly, chế 2 kim, trợ lật luôn. Mitsu tên là 20, Kawasaki TD24, Tanaka 2 chân trống với lại một con Tanaka dược trước, giá mềm cho anh em ha. Đó, hôm nay em lên cưa là gồm có là Hu nè, Hu 42. Với lại là con Echo này là phải gọi là đẹp như máy mới luôn nè, như máy thùng luôn ha. Đó, anh em nào chơi hàng sưu tầm thì lại lụm lẹ nha. Echo 341 đẹp VIP cực kỳ luôn nè. Đó, làm như mới tinh luôn. Echo 302 cũng siêu VIP luôn. Đó, Echo 281. Đó, cưa thì có tay cục. Đó, Komatsu ha, hàng gử. Với lại là có một con mà máy mà siêu to khổng lồ mà giá mềm nè anh em. Đó, con này thường gọi là con Trung Quốc bãi nè, Trung Quốc xuất Nhật á. Ha, là nó đó, bởi vì nó to bố tàu chản mà nó có 2 triệu à. Đó, con này thì nói chung thì cho anh em đi cưa mướn, nhưng mà cái túi tiền thì ít thì lấy con này ha, hàng rất là chất lượng anh em. Đó, hàng Trung Quốc xuất Nhật mà đâu phải xuất Nhật là muốn sao mà đưa cho mấy anh Nhật cũng được, mấy anh Nhật khó lắm ha. Đó, đạt tiêu chuẩn rồi anh mới lấy. Đó thì anh em chốt hàng thì nhớ xem kỹ cái video đó, những cái gì chi tiết máy em nói, ví dụ như nó có trường hợp mà bể dở hay là sao, với lại là hướng dẫn cái cách anh em sử dụng, anh em nổ máy luôn. Đó, đừng cho sau này mình máy cưa đến mình nhận máy, đó mình thử đồ ok cho nó bài bản, cho nó ngon lành hết ha. Đó, rồi con này là con cưa G, Komatsu G5002 đó anh em. G5002 là nó đó ha. Đó, là hàng Trung Quốc bãi nha, chứ không phải hàng xịn nha. Ở con này 2 triệu thôi. Nòng của nó là 44 ly.
Công suất của nó là tới 52cc lận nha. Đó, cân nặng con này thì tới 6kg lận ha anh em. Đó, 6kg lận. Con này là chụp giật của nó là có trợ lực nè. Đó ha. Cái bình này là bình châm xăng pha nhớt anh em chạy. Bình này là bình nhớt lam. Máy thì nói chung thì còn khá là đẹp, khá là mới luôn. Nè, cái nòng là còn mới tinh luôn anh em thấy không? Ốp lam hai ốc luôn ha. Nè, bô này còn nước gam luôn, mặt tiền còn sáng hới luôn anh em thấy không? Đó, con này cân nặng của nó là 6kg anh em. Còn lam của nó là lam 50 ha, lam 50, chạy được 45, lam đầu là tinh, đầu thép, đầu trượt luôn, xích xài xích lớn, xích B2 luôn ha. Đó thì máy cưa thì trước khi đi thì bên em có cắt thử ha. Đó, bên em có cắt thử cho mình, nó ngọt ngào hết, bên em mới gửi bơm nhớt ra ok rồi bên em mới gửi ha. Đó, công tắc đây nè, xuống là tắt nha, đó, lên là chạy, còn cái le này anh em kéo ra. Đó, giật nghe tiếng nổ xong, đẩy vô là chạy luôn ha. Rồi, con V1 giá 2 triệu thôi. Đứng gì? Rồi, con V1 giá 2 triệu ha. Đó, tiếp theo qua con V2 nè. Đó, một con mà to bố tô chản mà giá có 2 triệu mà con có tí xíu không là nó 2 triệu mốt. Đó, con này cho anh em cưa gia đình nha anh em. Đó, con này là Genos ha. Genos Komatsu. Đó, G2500. Đó, nòng của nó là 36 liền nha anh em. Nó tầm cả 28cc ha. Đó, máy móc thì nguyên zin. Đó, nguyên bản hết một con máy cho anh em leo trèo máy nhánh. Phải gọi là nó nhẹ nhất lịch sử luôn anh em. Đó, nó có 3kg mốt thôi. 3kg mốt là tính luôn làm xích rồi đó anh em, có xăng có nhớt rồi luôn, có 3kg mốt là anh em biết nó nhẹ tới cỡ nào à. À, một con tay đó cưa gia đình đó, tỉa nhánh các cây cảnh đâu này kia ha, đó rất là ngon, hoặc là leo trèo máy nhánh đâu này kia. Anh em đừng có tưởng mà nó nhỏ mà nó chạy không được nha, nó chạy khúc nào cỡ nào cũng được hết đó, nhưng mà nó ăn gỗ nó hơi chậm hơn người ta thôi. Đó, nó ăn gỗ hơi chậm hơn người ta thôi ha, thì công suất nó nhẹ, nó chạy lay gai ha, nó cạp từ từ đó. Còn mấy ông nội công suất lớn thì ông lo ông táp không à, đó bởi vì nó mau lắm, là nó như vậy. Rồi con này thì đây, cái bình này là bình châm xăng pha nhớt anh em chạy nè ha, bình dưới là bình nhớt lam, nhớt ga lam đó, nhớt bôi trơn lam sên ha. Đó, có bơm xăng phụ đó, con này le tự động luôn anh em, bơm xăng ha, bật cái le lên đó, đóng giật nghe tiếng nổ xong bóp ga là le nhảy về đó, thấy không, le tự động, công tắc đây, xuống là tắt ha. Đó nè, xuống là tắt, lên là chạy. Anh em đặc biệt là lưu ý công tắc nha, để nhiều khi quên là giật thấy bà luôn á. 2 triệu mốt nha. Đó, cân nặng của nó là 3kg mốt thôi, làm của nó là 33 ha, chạy được tầm cả 28-30 nghe nè. Làm zin theo máy mà còn hai mặt hai chữ luôn. Đó, xích zin theo máy ha, xích này còn cỡ 40% nghe nè, thì chừng nào em cắt thêm cho anh em cái bộ xích mới luôn đi. Đó, tặng thêm bộ xích mới nó xài nó sướng. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đó, ha, tặng vô bộ xích mới luôn anh em. Đó, lam là còn chữ hai mặt cực kỳ mới luôn ha, nếu như mà nó cắt nhiều quá thì cái lam này nó bài chữ mẹ trời nghe anh em. Đó, đây Genos Komatsu G2500 mắc in da bằng ha. Rồi, con V2 này 2 triệu mốt nha. Rồi, con V2 ha anh em, 2 triệu mốt. Tiếp theo là qua con V3 nè. Đó, V3 là dòng cưa Qgit Echo 281 ha, 36 ly anh em, 30cc ha, một con máy xài gia đình. Đó, tay dài. Đó, tay dài ha. Mấy cái dòng này anh em để lâu á, giật nó rất là mau nổ nha. Mấy cái dòng này thì để lâu giật nó rất là dễ nổ, là rất thích hợp cho anh em mà xài gia đình. Ừ, 5-10 bữa nửa tháng đâu này kia đó, lâu ra cắt một lần, xong dục vô kho. Đó ha, rồi xong 5-10 bữa nửa tháng, tháng sau lôi ra cắt một lần, dục vô kho thì lấy mấy con này, giật nó dễ nổ và chạy nó rất là ổn định nha. Đó. Rồi, con này thì đây. 2 triệu mốt luôn anh em, 2 triệu mốt ha. Nhắc lại ha, giá này là bao ship rồi. Rồi, con này là đây, bình châm xăng pha nhớt đây ha. Còn bình sau này là bình nhớt lam nè. Đó, em hướng dẫn thì anh em nhớ nha, nhiều khi anh em nhận máy rồi xong quay lại hỏi em cũng quên mất tiêu nữa. Tại vì mỗi con là mỗi kiểu hết. Đó. Đây, cái lè kéo là đóng lè ha. Đó, giật nghe tiếng nổ rồi anh em đẩy vô. Đó, mới lúc đầu cũng vậy, anh em châm xăng vô thì đóng lè ra giật nó nổ đẩy vô. Xong mình giật lại thì mình lên ga từ từ thôi nha anh em. Mới con nào không gì hết, lên ga nhanh quá thì nó sò ọt nó tắt ha. Đó, công tắc đây nè. Xuống là tắt, lên là chạy. Bất kể cái máy mới, máy anh em đập thùng ra nó cũng vẫn như vậy nha, chứ không phải là máy nó bị lỗi nha.
Đó, tại nó máy nó vậy ha. 281 nè, ốp làm bằng nhôm luôn nha anh em. Mặt in da bằng ha, ốp làm bằng sắt luôn nè. Đó, quá vip luôn. Con này thì cân nặng 5 kg anh em, làm 40 chạy được 35 ha. Xích này nó cũng còn có 30-40% thôi. Nữa cắt cho thêm bộ nữa luôn. Rồi con V3 ha, 2,1 triệu nha anh em. Rồi, con V3 2,1 triệu, tiếp theo là con V4 nè. Con này rẻ mà đẹp nè anh em, 2 triệu thôi. Đó, Kyrgyz Echo 302 ha. Đó, nòng con này là 37 liền nè, 32cc ha. Đó, máy móc thì nguyên zin, nguyên bản hết. Con này đi cái làm Latin làm bầu quá vip, quá ngon luôn mà giá cực kỳ rẻ, 2 triệu thôi. Nội cái bộ lâm sơn này anh em mua rời không là 8-900 ngàn à. Đó, mà nguyên con máy này em bán có 2 triệu, giá phải gọi là bao rẻ nè. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm cho mình luôn. Làm nè, làm là tinh nha em, làm đầu thép ha. Quá vip luôn, quá ngon ha. Con này là nòng của nó là 37 ly nha em, 32cc ha. Mấy con dòng Kyrgyz Echo này nó làm cái bô nó rất là thông thoáng. Thông thoáng thì giúp cho anh em mình chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng nha. Đó, hôm trước có lên con vậy nè. Ở đây ca rồi đó, chốt xong rồi ga chơi nhỏ nữa nè. Không gầy chưa xử lý nè. Đó. Rồi đây con này thì nó không có bơm xăng phụ anh em, cái bình này là bình châm xăng pha nhớt anh em chạy nè, bình sau là nhớt lam ha. Đó, công tắc đây, kéo ra cái đuôi đây, tay cầm là tắt ha, đẩy ra sau là nổ. Đó, cái le đây nè, le nằm dưới đây nha anh em, kéo ra ha là đóng le, giật nghe tiếng nổ xong đẩy về. Đó, cân nặng con này là 5,7 kg nha, làm của nó là 40 chạy được 35, quá vip luôn, làm sơn cực kỳ vip, cực kỳ đẹp nha anh em. Giá của nó là chỉ có 2 triệu thôi, giá cực kỳ mềm cho anh em. Giá này thì bao ship hết rồi ha. Đó, bao ship cho anh em hết rồi. Rồi, con V4 2 triệu nha, con này là có chỉnh nhớt, chỉnh ốc nhớt gà ít gà nhiều nè anh em. Đó, anh em xây vào mô tên bự thì gà nhiều ha, quay lại mô tên nhỏ thì gà ít. Rồi, tiếp theo là con V5 anh em, con này thì đẳng cấp VIP nè. Echo 341 nha, con này đẹp như mới anh em, không có cái gì mà để bàn cãi nữa. Nè, quá VIP, con này 2,6 triệu anh em. Đó, nòng 39 ly ha, 35cc. Cân nặng của nó là 5,3 kg. Đó ha, làm của nó là làm 40 chạy được 35 nè, làm xích zin theo máy còn cực kỳ nha này, xích còn trên 95% ha, xích zin luôn. Đó, đầu la tinh đầu bạc nè, quá đẹp ha, làm chữ Echo. Cái dòng này mà được như vậy là phải gọi là đẳng cấp nha nè. Đó, máy đẹp tới chỉ, đẹp nhất nách nha. Thấy không, nói chung là con này không có chỗ nào mà chê được hết, như cái máy khui thùng, như cái máy đập thùng á nè. Ở như cái máy đập thùng sao là nó y chang vậy nè, vàng ốc của nó nè, vàng khè hết anh em thấy không. Đó, mặt tiền của nó nè, mặt đất chứ mặt tiền gì, quá đẹp, quá vip, cực kỳ gan luôn nha anh em. 2,6 triệu nha, đẹp như mới ha. Đó, công suất là 35cc nha. Đó, nòng 39 ly ha. Cân nặng của nó là nguyên con máy là 5,3 kg thôi. Rồi, con này quá đẹp, quá gan à, không có giới thiệu gì nhiều hết. 2,6 triệu nha anh em, 2,6 triệu ha cho con V5. Rồi, con V5 ha, 2,6 triệu. Tiếp theo là con V6 là con cuối cùng. Đó, con này là con Huwana anh em, Huwana ha, Hu42 nè. Có mấy con này cho anh em đi khai thác rồi này kia là quá ok, quá tuyệt vời luôn. Huwana chụp giật đóng chữ nổi luôn, Hu42 anh em, nòng 42 ly á. Đây nè. Hàng này là hàng thủy điện xịn 100% anh em. Đó, hàng này là hàng thủy điện xịn 100% ha, chứ không phải là những con máy bán mới bây giờ ha, là sản xuất tại Trung Quốc. Đó, còn con này là hàng xịn 100% nha. Đó, con này em bán giá rẻ cho anh em, con này 3,1 triệu thôi. Mấy con này thường thường 3,5 triệu đó nha. Đó, 3,5 triệu là em bán cho anh em 3,1 triệu thôi. Cái đời, cái nắp màu đen này nè, là cái đời này nó chạy ngon hơn cái nắp màu cam luôn nha anh em. Đó, nó hơi chạy chạy đây xíu nè, nó hơi chạy chạy nứt nứt đây xíu nè. Đó, nhưng mà xài tốt bình thường nha, không ảnh hưởng gì tới máy hết.
42cc nồng 42 ly nha, cho anh em đi khai thác tầm trung. Và đặc biệt con này nó có xả áp luôn. Đó, nó có xả áp luôn nha nè. Đó, ốp lam bằng nhôm luôn nè. Bô còn đang mung mặt tiền còn sáng hới luôn anh em thấy không? Quá đẹp, quá VIP rồi. Đó, hàng Thụy Điển xịn 100% nha. Ừ, nè, lóc lát đít rồi còn quá ok, quá đẹp luôn. Đó, thấy không? Quá xịn sò nha anh em. Ừ. Đây, con này công tắc thì đẩy qua bên đây, bên cái le là tắt cho anh em, còn kéo về bên chụp giật ha là mình mở nha. Đó. Lam con này là lam 45, chạy được 40 ha, xài xích lớn, xích bản 2 luôn nè. Đó, quá tuyệt vời luôn. Cân nặng nguyên con máy này là 5,8 kg ha. Bình này là bình châm xăng pha nhớt chạy, bình sau là bình nhớt lam nha. Đó, quá tuyệt vời luôn, con này le tự động luôn nha anh em. Đó, kéo là đóng le ha, giật nổ bóp ra là le nhảy dài, đó le tự động luôn. Quá xịn sò, quá ngon đúng không? Rồi, con V6 ha. 3.100.000. Nhắn xa áp về giật chơi nhẹ. Đó, cái xa áp này anh em nhắn vô ha là nó hỗ trợ cho anh em mình giật nhẹ rất là nhiều ha. Đó, nó hỗ trợ giật nhẹ trên 70% là nghe anh em, nó như trợ lực vậy. Ừ. Rồi con V6 ha, 3.1 triệu. Tiếp theo là qua V7 cắt cỏ nha. Thì anh em chốt máy thì nhớ liên hệ trực tiếp giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nha. Đó, anh em là đăng ký kênh thì nhớ cho em một nút like ha. Rồi con V7 này là con Tanaka giật trước anh em. Con này bán giá rẻ khuyến mãi cho anh em 1 triệu ha. Bao ship vẫn tăng kèm phụ tùng đầy đủ cho anh em mình xài. Ừ. Con này là con Tanaka ha, 201 30 ly 20cc anh em. Cái dòng này thì xài gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Anh em đừng sợ mà cắt cỏ cắt không nổi nha. Anh em xài cái lưỡi dao ha. Anh em phát chưa được nửa ga nữa ha là cái cỏ như ngón tay cái, ngón giò cái đâu là nó phang ok ngon lành hết nha anh em. Đó, anh em đừng có lo ha, máy Nhật mà, nhỏ gọn, thiết kế nhỏ gọn ha. Máy thì nguyên zin thôi. Đó, tại vì lâu lâu bán còn khuyến mãi cho anh em vậy mà. Đó, chế tay đỏ luôn nè. Ha, bật lên là đóng le ha, lên ga là le nhảy về. Ừ. Con này tum gời luôn nha anh em, tum gời nhưng mà tum của Tanaka ha. Đó, công tắc nằm đây nè ha. Hai tay lái, tay này nó circle wear nữa, em thay cho tay khác. Thọc con tay vô nha. Đó. Càng đầu bò đều là zin hết nha anh em, nguyên zin nguyên bản hết ha. Ừ, giá chỉ có 1 triệu thôi. Rồi tiếp theo là hôm qua con V8 anh em. Đó, con V8 này là cái dòng này là cái dòng Tanaka ha, Tanaka hai chân trống nha. Đời này chạy cực kỳ VIP, cực kỳ lực luôn. Đó, cực kỳ ngon ha. Đó thì máy cắt cỏ thì anh em chốt hàng thì em sẽ kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Anh em cứ yên tâm, nắp e, nắp gió gấp đầy đủ, gấp lưỡi dao vô chạy thử ngon lành ok. Cần láp xay im đồ mới giao chứ không phải giao tầm bậy tầm bạ cho anh em đâu ha. Rồi con V8 này là dòng Tanaka ha, hai chân trống 31 ly 21cc anh em. Con máy 1.3 triệu thôi. Mấy cái dòng này mấy cái bác lớn tuổi cực kỳ là thích luôn. Đó, tại vì nó gọn, nó nhẹ và nó dễ nổ, nó chạy nó lại tiết kiệm xăng đó. Đó, bán cho một bác mà một bác ra quán cà phê đồn cho nhiều bác thời ơi, mấy cái dòng này kiếm mấy dòng này bán không kịp luôn, hầu như là lên bao nhiêu là nó mất tùy mất tích hết bao nhiêu. Đó ha, mấy cái dòng này thứ nhất là chạy bốc, tiết kiệm xăng, ổn định cao đó ha, và nó rất là bền. Con này giá 1.3 triệu thôi, giá cũng cắt rất là rẻ luôn ha. Con này là chạy chế quanh gồ anh em, chụp giật là trợ lực nhỏ luôn nè. Máy thì zin hết nha. Đó, tum liền ha, công tắc đây nè. Đó, hai tay lái ha, ra chết cằn đầu bò rồi, nói chung là nguyên zin hết nha anh em. Giá chỉ có 1.3 triệu thôi. Quá wow, ok luôn, V8.3 nha. Tiếp theo em qua con V9 nè. Con V9 là thuộc cái dòng máy Kawasaki nha nè. Cái dòng này là dòng Kawasaki ha, TD24. Nòng của nó là 32 ly ha, 24cc. Đó, thì một con máy giá rẻ cho anh em xài siêu ngon luôn. Đó, anh em mà muốn con máy mà ngon, bổ, rẻ, khỏe, bền, chất lượng, tiết kiệm mà phải hàng của Nhật thì lấy đây, con này chạy là bao ngon luôn ha. Con này anh em tập cước hay là chặt cỏ cứng rồi này kia là ok nha. 24cc nòng 32 ly. Và đặc biệt thêm của nó là tum gời, tum nhôm, tum 260. Đó thì anh em có thể tự ở ra, anh em gáp xịt thuốc đồ này kia đồ là ngon lành cành đào hết nha.
Đó, máy thì zin nguyên bản rồi anh em. Đó, chế thì đã lên chế mới nè. Còn bao nhiêu lại là ok hết nha. Mấy cái dòng này thì chạy bao lực luôn. Có số seri luôn nè. Có gì có Kodea gì nè. Đó. Kawasaki TD24 ha, tùm gầy, tùm nhôm, tùm 260. Đó, thường gọi cái tên khác là tùm nhỏ ha, giá 1,4 triệu thôi. Đó, hai tay lái ha, cần đầu bò là zin nguyên bản nguyên xì hết nha anh em, 1,4 triệu à. Mới tin rồi. Rồi V9 2,4 triệu. Tiếp theo là V10. V10 là dòng Mitsubishi nghe em, tên là 20 ha, 30 ly 20cc. Ở dòng máy VIP cho anh em xài gia đình ha. Ở mấy cái dòng này chạy bốc và lợi xăng. Ở con này thì nói chung máy hình thức thì nó không có được đẹp cho lắm. Con này bán cho anh em 1,4 triệu thôi. Đó, giá như giá thợ luôn. Đó, nếu chung thì mấy cái dòng này xài gia đình, anh em để thời gian lâu, đó, nó giật nó mau nổ. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai là đồ đạc nó dễ thay anh em. Và cái đặc biệt của nó là dòng Mitsubishi. Đó, rất là nhiều anh em ưa chuộng ha, ưa chuộng cái dòng máy này. Và đặc biệt là dòng Taylor. Đó ha, máy móc thì nguyên zin hết. Đó. Lốc có dập mắc in da băng nè. Đó, thấy không, chế là chế quanh gồm hai kim nè. Máy là zin hết nha. Đó, tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn nè. Anh em có thể tháo và gắp xịt thuốc ha. Có chuyên bảo vệ luôn anh em, công tắc đây ha. Xuống là tắt nè, lên là chạy ha, giá 1,4 triệu thôi. Tay lái thì chưa gắn, thích gắn tay nào thì vô tay đó ha. Đó, còn muốn xài nguyên zin nó gì thì xài luôn. Đó, nguyên zin của nó là về anh em cầm một tay đây ha, cầm tay đó nữa là anh em chạy là anh em là điều khiển cũng như mà tôm con không mà nó cầm cái thước bảng nó muốn quạt đó, đành y chang vậy. Đó, căng nè, cán cỏ đầu bò là zin ha. Rất là em nè, mấy dòng này về xài gia đình là bao ngon luôn. Rồi tiếp theo là V11. V11 là con máy phải gọi là con máy thương hiệu đẳng cấp cho anh em. Cinewa Shock 2004 ha, 33 ly. 33 ly thì nó bằng với mấy ông cố nội Mitsubishi TL ha, TL 26, 261 rồi này kia đó. Đó, mà con này nó còn VIP hơn luôn. Đó, VIP hơn là sao? Nó chạy cái mugi đứng. Cái mugi đứng thì anh em biết rồi, nó chạy cực kỳ bốc, cực kỳ lành. Đó, cái thứ hai nó chụp giật của nó là trợ lực lớn luôn. Đó, quá ngon thấy không, quá ngon. Và cái thêm nữa nè, nó chạy cái chế quanh gồ hai kim chế zin luôn anh em, quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn ha. Đó, mấy cái dòng này anh em chặt cò cứng hay là đập cước đồ đều ngon, đều mạnh hết. Mà giá chăng, giá cực kỳ là phải chăng, cực kỳ là rẻ luôn. 1,6 triệu 50 ngàn thôi. Đó, 1,6 triệu 50 ngàn ha. Buồn mới tin luôn anh em thấy không, máy thì zin hết. Đó, số seri mất anh da băng nè, Cinewa ha, tum lèn anh em, tum lèn ha, hai tay lái cho anh em nè, ra chết công tắc trên tay luôn. Đó, cần trắng cỏ đầu bò rồi là zin nguyên bản hết nha, giá 1,6 triệu 50 thôi. Lâu dây là chạy thôi anh em, chụp giật chạy lật chứ cần lâu dây chạy thôi. Rồi, con V12. Con V12 này là cái dòng Qgit Echo 265, 34 ly 26cc ha. Đó, dòng máy mà em thầy giới thiệu hoài nè, màu đỏ thì 265, còn nếu như màu cam thì nó sẽ là 260. Đó, thì cái dòng này á, là nói chung là em đánh giá cái dòng máy này nó cực kỳ cao. Nó chạy rất là mạnh, rất là bốc và nó cực kỳ bền luôn. Bán một con máy này, nói chung bán một con máy này mà chừng nào mà bán được thêm một con nữa thì phải gọi là cốc mà nó mọc gâu luôn, tại vì nó chạy bền bà cố biết chừng nào mà bán được. 34 ly 26cc ha, mấy dòng này thì ốc nồng 4 con anh em, trước 2 con sau 2 con ha, còn 230 235 đồ này kia thì nó chỉ có 2 con thôi ha. Đó, rồi nói lại cho anh em nào mà chưa biết về cái dòng này ha, cái dòng này là nồng của nó nồng kiến, kiến của nó rất là dày, nó chạy ít khi nào bị hao mòn cái nồng như những cái thằng xài nồng nhôm. Đó ha, nồng nhôm thì nó chạy mau mòn hơn. Cái thứ hai, lửa của nó là lửa siêu bền, không bao giờ bị chết lửa, bị hư lửa. Đó ha. Đó, quá ngon, quá tuyệt vời. Hai cái đi đôi hai cái đó thôi là nó chuẩn, quá trời chuẩn luôn rồi. Đó, thứ ba nữa là tum nhôm nè, chạy không bị hư tum luôn. Quá tuyệt vời ha. Đây, số xe ghi và mắc in da băng anh em, công tắc nằm bên đây ha.
cái bộ chế của nó là chạy chế da bằng, chế zin luôn nè, thấy không, chế hai kim luôn nghe nè, chế hai kim luôn. Ừ. Giá có 1.8 triệu thôi đó, V12 ha, hai ta lái nè, ga chết nè, cần trắng cỏ đầu bò rồi là zin hết nha. Giá 1.8 triệu thôi nha anh em cho V12 ha. Mấy dòng này anh em về đập cước chặt con cứng rồi là thoải mái. Đó, anh em chốt hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi tiếp theo em qua con V13 là dòng máy quải lưng ha. Đó, máy quải đeo lưng anh em. Con này là con Qgit Echo 2006 ha, 34 ly 26cc. Đó, con này giá mềm 1.8 triệu thôi. Đó, siêu VIP anh em, siêu VIP luôn ha. Là sao? Là nó được cái là chụp giật trợ lực lớn luôn nè. Chế của nó là chế hai kim, chế quanh gồ, chế zin luôn nè. Đó, mà giá có 1.8 triệu thôi. 34 ly 26cc ha. Thì anh em đi đồi đi núi rồi này kia nó rất là ngon à. Tuyệt vời ha. Nó với lại là Echo 261 là trang đó nghe anh em. Đó với lại Echo 261 là một á ha. Bồ thấy không? Còn máy tin. Đó, tùm nhôm ha. Ừ, 2006. Đó, thấy không? Mắc in da băng luôn. Đó. Đeo lưng thì nó xài càng mềm và ta lái một tay ha nè. Đó, cần đầu bò rồi, nói chung là zin. Ở nguyên con nguyên bản hết, giá 1.8 triệu thôi. Chạy cực kỳ êm mấy dòng này. Chạy êm gu bờ gù luôn. Rất là êm anh em, V13 ha, 1.8 triệu. Tiếp theo là V14 nè. Đó, 14, 15, 16 quá đẹp. Ba con Maru cực đẹp tuyệt vời luôn. Thì mấy cái dòng này là dòng máy Maru ha. Maru thì là nó rất là bền. Phải gọi là nó là một con máy là siêu bền. Đó, thứ nhất là bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, ổn định cao. Hư là phụ tùng nó rất là nhiều. Đó, những anh em thợ sửa chữa nó rất là dễ dàng ha. Đó, đặc biệt những em thợ sửa chữa rất là dễ dàng và đặc biệt cái độ ổn định nó rất là cao, nó không có hỏng giặt. Đó là rất là thích hợp cho những anh em mà mới bắt đầu xài máy cắt cỏ, không biết gì về máy móc thì lấy Maru mà chạy ăn chắc mặt bền, chạy cực kỳ ngon. Và những cái đời máy này nó rất là cao nha. Đó, đời này là đời cao cực kỳ luôn, đời cao nó thì nó rất là lợi xăng nha em. Đó ha, đó là cái dòng Maru, là đặc điểm của nó là như vậy. Rồi con này thì đánh vô trước mặt anh em quá đẹp luôn nè. Con này là con V14 ha, 1.650.000. Con này là Maruyama 23cc nòng 32 ly. Chụp giật của nó là trợ lực nhỏ ha, bình xăng dưới còn đẹp. Đó, chế là chế quanh gồm. Đó, lóc có dập da băng. Đó, và đặc biệt con này là tum gời, tum nhôm, tum 260 nè. Đó, anh em có thể tháo ra mình gáp xịt thuốc hoặc là mình chế cháo gì này kia đó ha. Đó, rất là ngon luôn. Đó, máy thì siêu đẹp, bình xăng lớn là zin đẹp luôn. Ốc tán là còn 7 màu hết nha anh em. Con này thì zin nguyên bản, nó là nó sẽ có một tay lái một tay tròn ha. Anh em thích thì em sẽ gắn vô, còn không thích muốn lên hai tay thì em sẽ gắn hai tay ha. Đó, cần đầu bò là zin hết nha. V14 1.650.000. Rồi con V15 thì nó 1.6 triệu thôi nha anh em, nó rẻ hơn 50 ha. Đó thì con này thì tâm liền. Đó thì máy móc thì cũng là nguyên zin hết, bình xăng lên dưới là zin nè. Đó, đẹp tuyệt vời luôn, chụp giật trợ lực lớn luôn. Trợ lực lớn này thì anh em kéo hết dây ra, đó buông xuống là nó chạy ha. Đó, kéo hết dây ra buông xuống là nó chạy. Lóc có dập da băng. Đó, thấy không, tâm liền nha anh em, tâm liền ha. Công tắc nè, xuống là tắt nha, lên là chạy. Và đặc biệt của nó là nó có cái bộ gơ bóp zin luôn. Đó, gơ bóp zin luôn anh em thấy không. Đó, gơ bóp rất là xịn sò anh em, cần trắng cỏ đầu bò là zin hết á. Nhưng mà con này thì cái áo nó hơi bị kiểu như chỗ này nó bị đen đen nè anh em. Đó ha. Đó, rồi còn bao nhiêu lại là ok hết. Giá chỉ 1.6 triệu thôi cho con V15 ha, 32 ly. Kéo dây thẳng lên. Con này thì anh em chỉ cần kéo dây lên thôi ha, kéo dây thôi chứ đừng có giật kéo nè. Kéo mạnh tay lên. Đó, buông xuống.
cháy đó, thấy không đó. Kêu nó chạy là nó hết hồn, nó chạy liền, thấy không anh em? Đó, kéo lên đó, buông xuống cháy đó, thấy không? Quá tuyệt vời. Anh em kéo xong anh em buông xuống, anh em phải la làng lên nó mới chạy nha, khi nó chạy là nó mới chạy nha. Rồi con V15 ha, 1.6 triệu. Tiếp theo con V16 nè, thì cũng là cái dòng Maru luôn. Con này thì giá cũng rẻ luôn, có 1.6 triệu thôi, nhưng mà con này nó đến là 26cc, nồng nó 34 ly lận anh em, 26cc nồng 34 ly ha. Chụp giật là cũng có trợ lực cho anh em ha, chế quanh gồ nắp e thiếu nữa gáp đầy đủ hết. Ở lóc chụp da băng nhưng mà dập ở trên anh em thấy không đó, giá 1.6 triệu thôi, đáng ra mấy con này 1.8 triệu đó nha. Đó, áo thì nó hơi bởi nhẹ chỗ này tí xíu à đó, bán giá mềm cho anh em luôn, bán giá rẻ cho anh em luôn ha, áo nó hơi cắn nhẹ xíu nha. Đó, bô còn mới tinh, con này phải gọi là còn cỡ 90% nha nè, còn rất là đẹp luôn á. Tâm liền ha. Đó, hai tay lái ra chết nè, công tắc nằm trên tay luôn đó, cần chắn cỏ đâu bò là xin hết. 1.6 triệu thôi nè. Rồi con V16 ha, 1.6 triệu. Tiếp theo là vào V17 nè. Đó, Mitsubishi TLE26 anh em, TLE26 ha, 34 ly, 26cc, một con máy phải gọi là siêu VIP nha. Đó, siêu VIP là như thế nào? Đó, chụp giật của nó là trợ lực đó, và chế của nó là chế quanh gồ hai kim, hai họng xăng, tay đỏ tự động luôn. Đó, ha, bật cái lên như vậy là đóng le nha. Anh em lên ga là le nhảy về ha. Đó, bật xuống như vậy là đóng le anh em, lên ga là le nhảy về ha. Đó, một kim này nó giấu ở trong này. Đó, thấy không? Nó giấu trong, lóc có dập da băng luôn nè. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết anh em, giá thì rẻ, 1.9 triệu nè. Đó, giá bao rẻ cho anh em luôn. Đó, Mitsubishi TLE26 ha. Đó, con này tum gời luôn nha. Tum gời tum 260 anh em. Anh em có thể tháo gáp xịt thuốc nè. Đó, giá 1.9 triệu nè, 34 ly ha, 26cc. Đó, máy thì zin hết. Hai tay lái ra chết ha. Đó, cần đầu bò là nguyên zin hết nha anh em. Giá 1.9 triệu thôi cho con V17. Mấy cái dòng này thì nó chạy khá là bốc nè, nó rất là bốc ha, và cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn. Rồi tiếp theo qua con V18 ha, là con cuối cùng. Đó, Kyugit Echo 315, 36 ly ha. Đó, 31cc. Thì cái con này là chừa chụp giật của nó là vừa giật vừa đề nè. Đó, mà không biết cái bộ phận nó đề được không nha. Cái đó thì em không có làm nha em chỉ là làm cho nó giật nổ thôi. Đó, anh em muốn con máy mà đập cước, kiếm cái cục pin đi, kiếm cục pin hồi thử đề thử luôn ha. Đó, anh em mà muốn đập cước đồ này kia ha, mà muốn con máy giá mềm mềm lấy cục cước cục pin mới khoan kia á. Đó, muốn đập cước mà giá đồ mềm mại thì lấy con này chỉ có 2.5 triệu thôi. 36 ly lần anh em, 36 ly ha, 32cc. Đó, chế là chạy chế quả ga zin theo máy, chế chạy siêu bốc cho anh em luôn. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết ha. Đó, lóc có dập mắt in da băng nè. Đó anh em thấy không? Máy thì nói chung thì nguyên zin hết nha anh em. Đại ca của Echo 260 ha. Đó, tum gời, tum nhôm. Đó, tum 260 ha, tum của tum gời nhưng mà tum của Echo anh em, chỉ xài cái dòng Echo 315 ha. Đó, không phải 260 đâu nha. Thấy không? Máy thì zin hết nha anh em, khá đẹp ha. Khá đẹp, khá mới luôn. Đó, và con này nó được cái bộ ga bóp zin luôn nè. Thấy không? Giá là tuyệt vời luôn. Ga bóp zin bộ này không là rất là nhiều anh em kiếm luôn. Mình làm gì có. Đó, công tắc ha. Xuống là tắt nha, lên là chạy. Đó, cần đầu bò rồi là zin hết nha anh em. Giá 2.5 triệu ha. Rồi ra giật nổ đi. Rồi V18 2.5 triệu thế nè, để em kiếm cục pin em thử đời coi được không. Rồi ok, cục đời này còn xài được anh em. Đó, anh em về chỉ việc là câu pin đó anh em làm đời thôi. Đó, anh em mua pin 12V đó anh em chế vô ha, là đời bình thường hết nha.
Rồi V18 ha, 2,5 triệu. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Mới gắn một pin vô thử nè, nói chung là đời ok hết nha.